vì sao gọi là dẫn phát hành tướng tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này có thể dẫn phát các loại hành tướng đối với các đằng trì và tất cả pháp nhưng hoàn toàn không thấy có năng và sở dẫn phát nên gọi là dẫn phát hành tướng tam ma địa